Thưa quý vị, đến hẹn lại lên, mỗi khi bước vào năm học mới, tình trạng thiếu giáo viên lại tiếp tục gây ra những khó khăn cho các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong khi chờ tỉnh đưa ra biện pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này, không ít thầy cô giáo đã tình nguyện luân chuyển, biệt phái đến hỗ trợ các trường học vùng sâu, vùng xa thực hiện nhiệm vụ dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho các em học sinh. Trường Trung học Phổ thông Kỳ Lâm đóng chân ở khu vực miền núi phía Tây huyện Kỳ Anh. Từ khi thành lập đến nay, năm nào nhà trường cũng đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên. Có những mùa môn chỉ được một giáo viên, cho nên rất khó khăn trong cái việc bố trí công tác giảng dạy của giáo viên. Thiếu giáo viên thì cùng công tác kế hoạch của nhà trường, kế hoạch bộ môn thì cũng bị ảnh hưởng, bởi vì có con người khi nào mới làm được, nhưng nếu không có con người thì rất là khó thực hiện. Khó khăn áp lực mà trường Trung học Phổ thông Kỳ Lâm đã và đang đối mặt là thực trạng chung đang diễn ra tại các trường Trung học Phổ thông Lê Quảng Chi, Phúc Trạch, Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Bích Châu. Bởi theo thống kê của ngành giáo dục, năm học này, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đang thiếu hơn 650 giáo viên. Có phần là đảm bảo cơ cấu giáo viên ở các trường ở vùng sâu, vùng xa và vùng kinh tế xã hội khó khăn. Cái thứ hai là tạo sự công bằng giữa các giáo viên ở các trường khác nhau. Năm học này, ngoài thực hiện biệt phái 85 giáo viên trung học phổ thông từ huyện thừa đến huyện thiếu, tỉnh Hà Tĩnh còn điều chuyển hàng chục giáo viên từ bậc trung học cơ sở sang tiểu học và các giáo viên từ huyện này đến huyện khác. Nhờ thực hiện công khai minh bạch quy trình biệt phái nên đội ngũ giáo viên đã nhận thức được trách nhiệm và có sự thấu hiểu sẻ chia, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi tiếp sức cho những trường học đang thiếu giáo viên. Những năm nay là em về trường Trung học Phổ thông Lê Quảng Chí của Kỳ Anh. Thì ở đây thì ban giám hiệu nhà trường cũng như là đảng ủy thì là tạo điều kiện hết sức cho các cái giáo viên biệt phái. Thì cũng có những cái ưu tiên hơn trong cái việc sắp xếp cái lịch dạy để phù hợp cho những giáo viên họ có thể thuận lợi hơn trong cái việc đi về. Thì tập thể cán bộ giáo viên có cái bàn bạc thảo luận thống nhất để rồi tất cả các thành viên thì nó bình đẳng trước quy chế, bình đẳng trước các quy định của nhà nước để chúng ta thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo quy định luật viên chức, đảm bảo theo quy định nhà nước nhưng mà đảm bảo phù hợp để rồi tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, kể như là công tác tại đơn vị đến biệt phái cũng như cái việc riêng của gia đình của giáo viên. Đồng tình về những hiệu quả tích cực từ công tác biệt phái giáo viên, tuy vậy đa phần lãnh đạo các trường học địa phương trên địa bàn đều cho rằng đây mới chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt, do đó tỉnh Hà Tĩnh cần phải triển khai biện pháp căn cơ lâu dài, trong đó ưu tiên tuyển dụng giáo viên theo địa chỉ, cam kết phục vụ lâu dài nơi tuyển dụng, đặt hàng đào tạo giáo viên các môn thiếu và xây dựng quy chế luân chuyển giáo viên có thời hạn.